Chào các bạn. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ học cách tạo siêu liên kết cho phần admin CB. Đầu tiên, các bạn hãy khởi động chương trình Reviver lên. Sau đó các bạn bấm nút Accept. Các bạn hãy chờ chương trình Reviver khởi động lên. Sau đó các bạn hãy mở thư mục admin. Trong thư mục admin, các bạn hãy mở trang admin CB, admin default và trang admin menu lên bằng cách double click vào các trang này. Bây giờ chúng ta hãy thử review trang admin CB. Trong bài học trước, các bạn đã học cách tạo hiển động cho các biểu tượng bên trong trang admin default. Hôm nay chúng ta sẽ tạo link cho các mục quản lý bên trong trang admin default. Người admin sau này khi login vào thì sẽ vào được trang admin CB. Khi đó user admin muốn quản lý chức năng nào thì họ sẽ bấm vào một chức năng tương ứng bên trong phần trang admin default của chúng ta, hoặc là họ có thể bấm vào một mục quản lý nào đó trên menu. Trong bài học hôm nay thì chúng ta sẽ học cách tạo link để liên kết với các trang quản lý list và form mà chúng ta đã tạo trong các bài học trước. Các bạn hãy quay về trang admin default. Để tạo link thì đầu tiên các bạn hãy đánh dấu chọn một quản lý danh mục tin cấp 1. Ở đây, tại mục link, chúng ta sẽ bấm nút Grab for file. Ở đây, các bạn hãy mở trang admin lên. Ở đây, khi bấm vào mục quản lý danh mục tin cấp 1 thì chúng ta có thể link tới trang list thể loại. Trang list thể loại là trang dùng để quản lý danh mục tin cấp 1. Ở đây chúng ta bấm nút OK. Vậy là tài hợp link, các bạn thấy là địa chỉ link sẽ link tới trang list thể loại. Các bạn vào file, chọn Save On, bấm nút Yes to On. Các bạn hãy thử refresh trang admin CB. Ở đây đã có link. Bây giờ các bạn hãy thử bấm vào một quản lý danh mục tin tức cấp 1. Khi chúng ta bấm vào đây thì chương trình sẽ mở trang quản lý list thể loại lên. Thì tại đây chúng ta có thể thêm danh mục tin cấp 1, có thể sửa danh mục tin cấp 1, hay là có thể xóa danh mục tin cấp 1. Nhưng về giao diện thì chúng ta nhận thấy là chúng ta sẽ không có phần banner, menu hay là phần footer. Do đó ở đây chúng ta sẽ làm sao tạo lại được giao diện của trang này. Có nghĩa là ở đây khi chúng ta bấm vào một quản lý danh mục tin cấp 1 thì làm sao chúng ta có thể load được trang list thể loại này vào bên trong div content, tức là vào phần ở giữa của trang admin CB này. Còn nếu chúng ta tạo link trực tiếp tới trang list thể loại thì lúc đó trang list thể loại sẽ mở rời mà không load vào đúng bên trong div content của chúng ta. Ở đây chúng ta sẽ đổi lại cách link như sau. Ở đây các bạn hãy bấm vào nút Grab file tại hộp link. Sau đó ở đây chúng ta sẽ link về trang admin CB. Ở đây các bạn hãy chọn link về trang admin CB. Sau đó các bạn hãy bấm nút parameter. Ở đây chúng ta sẽ truyền mod về cho trang admin CB. Ví dụ đây chúng ta sẽ tạo ra một cái mod list thể loại. Có nghĩa là ở đây khi bấm vào một quản lý danh mục tin cấp 1 thì chúng ta sẽ gửi một mod tên là việc chuyên với giá trị là list thể loại về cho trang admin CB biết. Chỗ name chỗ này các bạn phải gõ là chữ việc chuyên.
Tại sao chúng ta phải gõ là chữ việc chuyên? Nhắc lại là trong phần trang admin CP, các bạn hãy mở lại lệnh service lookalike. Khi chúng ta gắn lệnh service lookalike vào bên trong div content thì tại một parameter này chúng ta đặt UR parameter của chúng ta là việc chuyên. Nếu ở đây các bạn đặt tên gì thì trong lúc tạo link tại cột name thì các bạn phải gõ chính xác tên giống như vậy. Thì lúc trước chỗ này chúng ta đã đổi chữ mod thành chữ việc chuyên, tức là tên công ty của các bạn. Vậy là trong lúc tạo link chỗ này, khi các bạn bấm parameter thì tại cột name này chúng ta cũng phải gõ đúng chữ việc chuyên. Còn nếu trong lệnh server side load roomlist của các bạn tại tab parameter các bạn đặt tên là gì thì các bạn sẽ gõ đúng tên của các bạn tại cột name chỗ này. Vậy là ở đây khi chúng ta bấm vào mục quản lý danh mục tin cấp 1 thì nó sẽ link tới trang admin CP, sau đó nó truyền một giá trị là lead thể loại về cho trang admin CP biết. Thì sau này trang admin CP sẽ dựa vào giá trị tại tham số là list thể loại này để biết là nó sẽ gọi trang nào vào, vì tất cả các biểu tượng ở đây sau này đều link về trang admin CP. Vậy là mỗi một mục quản lý như vậy thì phải có một giá trị khác nhau để trang admin CP nhận biết được là trang nào link tới nó thì nó sẽ gọi trang đó vào. Thì giống như là các bạn khi đi xem phim thì các bạn phải mua vé, và lúc bây giờ muốn vào xem phim thì phải có người xét vé của các bạn thì các bạn mới vào rạp xem phim được. Thì ở đây cơ chế làm việc cũng tương tự như vậy. Sau khi chúng ta đặt link xong thì các bạn có thể thử review lại. Các bạn đứng review từ trang admin CP. Bây giờ các bạn bấm vào đây, các bạn đụng vào đây thì các bạn dòm dưới thanh status, tức là thanh trạng thái phía dưới, thì các bạn thấy là ở đây chúng ta sẽ link về trang admin CP và chúng ta truyền một cái mod là việc chuyên bằng list thể loại về cho trang admin CP biết là có trang list thể loại link về đó. Khi các bạn bấm vào này, bấm vào link này thì bạn thấy chúng ta đã nhảy được tới trang admin CP, nhưng mà trang list thể loại nó không load vào bên trong div content. Thì bước kế tiếp nữa là chúng ta phải làm, đó là trong trang admin CP chúng ta phải gọi trang list thể loại vào. Ở đây bước kế tiếp các bạn phải làm trong bước tạo link là các bạn hãy double click vào lệnh server side load list, sau đó các bạn ở đây các bạn hãy cộng tại para meter value, URL parameter value, các bạn hãy gõ vô giá trị là list thể loại, giá trị mà các bạn đã gõ trong cột value trong lúc tạo link cho một quản lý danh mục tin cấp 1 bên trang admin default. Ở đây nó hỏi file name là gì thì các bạn rao tới trang list thể loại. Ở đây chúng ta sẽ chọn trang list thể loại.php. Vậy là mod list thể loại thì sẽ tương ứng gọi trang list thể loại.php. Về mặt chế độ code thì các bạn có thể khảo sát. Ở đây nó sẽ tạo ra cho chúng ta một dòng là mod list thể loại thì sẽ gọi trang list thể loại.php. Ở đây các bạn hãy thử refresh lại trang này thì bạn thấy bây giờ trang list thể loại nó đã được load vào bên trong div content của chúng ta. Ở đây trên menu quản lý này các bạn nên đặt link để cho nó quay về lại trang admin CP. Ở đây trong trang admin menu các bạn hãy chọn một trang quản lý ở chỗ này, sau đó tại mục link các bạn hãy bấm nút raw file, sau đó các bạn hãy chọn trang admin cb.php. Các bạn vào file chọn save on, bấm nút yes to on. Sau đó các bạn hãy thử refresh lại trang admin CP. Sau khi chúng ta link được tới
trang quản lý dân tin cấp 1 thì chúng ta có thể bấm vào mục trang quản lý, thì lúc giờ chúng ta sẽ quay lại được trang admin CP. Vậy là khi chúng ta bấm vào mục quản lý dân tin tức cấp 1 thì nó sẽ truyền mod list thể loại về cho trang admin CP, và trong trang admin CP chúng ta phải add mod list thể loại vào, và mod list thể loại này nó sẽ gọi trang list thể loại này vào bên trong deep content, là vì do trong deep content của chúng ta có đặt lệnh server side load room list trong đó, và trong lệnh server side load room list chỗ này thì nó lại gọi trang list thể loại vào, tức là gặp mod này thì sẽ gọi trang này vào. Do đó đây các bạn thấy là khi chúng ta bấm vào danh mục này, bấm vào chức năng quản lý dòng tin cấp 1 thì nó sẽ gọi trang list dòng tin cấp 1 vào bên trong deep content. Vậy với kiểu linh như vậy thì chúng ta sẽ khỏi mất công phải thiết kế lại giao diện cho tất cả các trang list và trang form. Vì như vậy chúng ta sẽ sử dụng chung giao diện ở trang admin CP. Ở đây khi chúng ta bấm vào mục trang quản lý thì ở đây menu của chúng ta về phần visited link chỗ này thì chúng ta sẽ chỉnh lại chút xíu. Các bạn hãy quay về trang admin menu, các bạn mở tab CS ra, các bạn hãy kiếm thuộc tính current mask. Thì current mask chỗ này là thuộc tính mà chỉ định khi chúng ta đã list vào thăm siêu liên kết đó rồi, thì ở đây nó đổi thành chữ hoa nhỏ thì chúng ta bỏ thuộc tính small cap đi. Ở đây menu xanh mà chữ đỏ thì sẽ hơi khó nhìn. Ở đây chúng ta có thể chọn menu ví dụ là với màu vàng, ví dụ list vào rồi thì chữ sẽ ra màu vàng đậm. Các bạn có thể thử review lại trang admin CP. Vậy là mục trang quản lý này chúng ta vừa mới list vào nó sẽ đổi sang màu vàng để cho biết là chúng ta vừa mới chọn menu trang quản lý. Tương tự chúng ta sẽ làm link cho mục quản lý danh mục tin tức cấp 2. Ở đây tôi sẽ làm thử một lần nữa cho các bạn xem. Đầu tiên chúng ta cũng chọn mục quản lý danh mục tin tức cấp 2, sau đó tại mục link, các bạn nhớ là phải link về trang admin CP. Thực tế thì sau này chúng ta cũng có rất là nhiều cách để làm link, nhưng mà đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo link qua phương thức là sử dụng mod. Sau khi chọn trang admin CP xong, các bạn nhớ bấm nút parameter. Chỗ này chúng ta cũng gõ vào tại cột name là chữ Việt chuyên. Các bạn chú ý là tại cột name này thì cái tên luôn luôn là cố định, không được thay đổi. Giá trị chỗ này chúng ta có thể chọn là list thể loại tin. List thể loại tin là trang dùng để quản lý danh mục tin tức cấp 2. Vậy là khi bấm vào mục quản lý này thì chúng ta sẽ link về trang admin CP, sau đó chúng ta truyền mod list thể loại tin về cho trang admin CP. Bước tiếp, các bạn phải vào trang admin CP. Các bạn mở lệnh server load room list trong tab server behavior lên bằng cách đúp list vào đó. Sau đó các bạn bấm nút cộng, các bạn nhớ chỉ bấm nút cộng một lần. Các bạn chọn, các bạn nhập vào tên mod là list thể loại tin. Các bạn chú ý là tên mod chỗ này phải giống với tên mod mà các bạn vừa mới đặt trong mục quản lý danh mục tin tức cấp 2 khi các bạn tạo link bên trang admin default. Và cái mod list thể loại tin này chúng ta sẽ cho liên kết tới trang list thể loại tin. Thì trong thư mục admin các bạn hãy tìm trang quản lý list thể loại tin, sau đó các bạn bấm nút OK.
Sau đó các bạn vào file chọn menu save on, bấm nút yes to on. Bây giờ ở đây chúng ta hãy thử refresh tải lại trang admincb và các bạn hãy thử bấm vào quản lý danh mục tin tức cấp 2, thì chúng ta thấy là trang quản lý danh mục tin tức cấp 2 đã được tải vào bên trong deep content. Trong trang quản lý list thể loại tin thì các bạn nên xóa bỏ dòng trống B để mép bên dưới này nó không bị khoảng trống. Các bạn vào trong thư mục admin, các bạn tìm trang list thể loại tin. Các bạn click vào mở trang này lên. Sau đó các bạn bấm vào nút code, các bạn kéo thanh trượt xuống bên dưới cùng. Các bạn hãy xóa dòng trống B này đi. Các dòng trống hở như vậy thì các bạn cũng nên xóa đi. Vào file chọn save on để lưu trang list thể loại tin lại. Sau đó các bạn qua trình duyệt, các bạn hãy thử refresh lại thì chúng ta thấy phía dưới không hở. Sau đó các bạn bấm trang quản lý. Vậy là chúng ta đã tạo link được cho một quản lý danh mục tin tức cấp 1 và một quản lý danh mục tin tức cấp 2. Cứ tương tự các bạn sẽ tạo link hết cho tất cả các mục quản lý còn lại. Ở đây quản lý các chuyên đề tin tức, các bạn cũng qua admin default, các bạn làm tương tự. Các bước tạo link này là nó tương tự nhau. Đây chúng ta cũng tạo link, và các bạn nhớ là chúng ta sẽ chọn link về trang admin CB, bấm parameter, và ở đây chúng ta cũng gõ vào tên mod của chúng ta là việc chuyên, giá trị ở đây chúng ta sẽ là list nhóm tin. Vì trang list nhóm tin của chúng ta là trang có chức năng dùng để quản lý các nhóm chuyên đề tin tức. Sau đó các bạn cũng phải qua trang admincb, các bạn đưa mod, các bạn thêm vào mod list nhóm tin, và mod list nhóm tin của chúng ta cũng cho link về trang list nhóm tin. Trang list nhóm tin là trang dùng để quản lý các chuyên đề tin tức bên trong website của chúng ta. Nhớ là sau khi làm xong các bạn phải save on, và sau đó các bạn hãy test thử xem là chức năng này đã link được hay chưa. Các bạn bấm vào thử phần quản lý các chuyên đề tin tức thì các bạn thấy trang quản lý các nhóm tin chuyên đề nó đã được load vào trong deep content. Tương tự, ta sẽ làm cho phần quản lý các phân loại tin tức. Các bạn cũng chọn một quản lý các phân loại tin tức, sau đó chúng ta sẽ cho link tới trang admin CB. Và ở đây cũng tương tự, chúng ta cũng bấm nút parameter và tạo một mod có giá trị là list, ví dụ đây là list phân loại tin. Các bạn nhớ là cái value này nó phải khác nhau cho mỗi một mục quản lý chỗ này, không được phép giống nhau. Sau khi tạo link xong cho một mục quản lý thì các bạn phải qua trang admin CB, mở lệnh server side loop room list lên. Sau đó các bạn sẽ add vào chỗ này là list phân loại tin. Và tương với mod list phân loại tin này thì chúng ta sẽ gọi trang list phân loại tin. Các bạn nhớ save lại, sau đó các bạn bấm refresh lại để các bạn test xem coi siêu liên kết này đã link được hay chưa. Tương tự cho một quản lý tin tức. Ở đây chúng ta sẽ link về trang admin CB. Bạn bấm parameter. Chỗ này chúng ta sẽ chọn tạo một cái mod tên là list
tin tức. Tương tự qua admin CB, chúng ta cũng thêm vào một mod tên là list tin tức. Và mod list tin tức này sẽ gọi trang list tin tức. Vậy là trang list tin tức của chúng ta đã được load vào bên trong deep content. Nhưng mà chúng ta nhận thấy là ở đây do trang list tin tức của chúng ta nó hơi dài, do đó là về phần layout của chúng ta thì trang list tin tức của chúng ta nó sẽ tràn qua deep content. Thì vấn đề này sau này chúng ta sẽ hiệu chỉnh lại sau. Còn tạm thời thì các bạn cứ tạo link mục quản lý quảng cáo, thì ở đây chúng ta cũng link về trang admin CB với mod là việc chuyên, và giá trị ở đây sẽ là list quảng cáo. Tên mod thì các bạn đặt là gì cũng được, ví dụ là nếu các bạn không đặt là list quảng cáo thì các bạn có thể là đặt là list ABC gì đó cũng được. Nhưng mà quan trọng là trong lệnh server side loop list này thì mod list ABC thì các bạn phải biết là tướng chúng ta phải gọi trang nào. Đây là mod list quảng cáo. Mod list quảng cáo thì chúng ta sẽ cho tới trang list quảng cáo. Như là ở đây chúng ta đã cho liên kết được với trang list quảng cáo mà chúng ta đã làm hôm trước. Tương tự cho phần quản lý video, chúng ta cũng link về trang admin CB. Mod là list video clip. Các bạn cũng qua admin CB, mở lệnh sysadmin ra, đặt vào tên mod là list video clip. Mod này phải giống với mod mà trong lúc các bạn tạo link. Và file name của chúng ta sẽ link tới trang list video clip. Sau khi làm link thì các bạn phải test thử xem coi nó có link được không. List thành viên. Tương tự chúng ta sẽ làm một quản lý thành viên. Thì chúng ta cũng chọn link tới trang admin CB. Chúng là sẽ là list thành viên. Và trong admin CB chỗ này các bạn cũng thêm vào mod list thành viên. Các mục link này là làm giống nhau, do đó các bạn cứ từng tự các bạn làm cho từng mục. Về trang list thành viên này nó cũng hơi dài, thì sau này chúng ta sẽ tìm cách chỉnh lại độ rộng của các cột này. Nghề nghiệp và quê quán. Tương tự chúng ta cũng tạo cho nghề nghiệp và quê quán. Đây, chúng ta cũng là list nghề nghiệp.
Đây, chúng ta sẽ chọn là trang lít nghề nghiệp. Vậy là phần quản lý lead nghề nghiệp chúng ta cũng đã tạo link tới được trang quản lý lead nghề nghiệp. Tương tự thì ở đây để cho nhanh thì chúng ta sẽ copy giá trị link. Chúng ta sẽ copy giá trị link chỗ này. Và các bạn bôi đen một quản lý bên chỗ này, sau đó các bạn dán vào hộp link. Sau đó chúng ta chỉ sửa lại giá trị của link thôi cho nhanh mà không cần phải bấm vào menu nữa, thì nó sẽ mất thời gian. Vậy là chỗ này khi bấm vào mục này thì cũng link về admin CB và cũng truyền mod về, nhưng mà mod bây giờ sẽ là mod là lead quê quán. Và tương tự trong admin CB chúng ta cũng phải mở link này lên để làm. Thay vì mở lên thì tôi sẽ chỉ bạn cách làm ở chế độ code. Thì ở đây chúng ta có thể copy một dòng chỗ này, sau đó các bạn dán xuống. Và ở đây chúng ta cũng sẽ sửa lại đó là lít quê quán. Cái này là chúng ta làm ở chế độ code. Vậy ở đây thì một quản lý quê quán của chúng ta cũng link tới được. Vậy là khi các bạn sửa chế độ code thì nó cũng tương đương là việc các bạn vào đây, các bạn bấm cộng rồi các bạn gõ vào hai tham số ở hai text field này. Tương tự mục quản lý game và quản lý danh mục game thì chúng ta chưa làm tới tạm thời hai mục này, thì chúng ta sẽ làm các trang quản lý cho nó sau, vì sau này chúng ta sẽ có một bài thực hành làm về phần module game bên trong website tin tức của chúng ta, thì tạm thời chúng ta chưa làm mục này. Vậy là chúng ta đã tạo được link cho các mục quản lý. Khi bấm vào thì chúng ta đã link tới được rồi. Nhưng mà khi chúng ta bấm nút sửa thì các bạn thấy là trang form nó vẫn chạy riêng và trang form nó không có load vào bên trong deep content. Thì trong bài thực hành kế tiếp tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để load trang form vào bên trong deep content. Còn tạm thời thì khi bấm vào các biểu tượng quản lý này thì các bạn làm sao load được. Các trang quản lý list vào bên trong deep content là được. Ở đây khi chúng ta làm một siêu liên kết thì siêu liên kết của chúng ta sẽ ra màu xanh và có gạch dưới. Khi bấm vào thì nó sẽ ra màu tím. Thì để bỏ gạch dưới cho siêu liên kết này ha, để đổi màu cho siêu liên kết thì trong phần CS căn bản chúng ta cũng đã có học rồi. Ở đây chúng ta sẽ tạo một flag dùng để đổi màu cho siêu liên kết. Ở đây các bạn đứng trong trang admin CB. Các bạn vào lại tập tin admin.cs của chúng ta. Ở đây chúng ta sẽ ẩn bớt mấy tab này cho nó rộng rãi bên cột bên phải. Bây giờ trong admin CS của chúng ta, các bạn hãy bấm nút New CS Rule. Ở đây chúng ta sẽ tạo ra class là, ví dụ là tôi sẽ tạo ra class là link xanh ở trạng thái A. Ở đây các bạn chọn là compound. Mặc định tôi muốn là bình thường, link của tôi là màu xanh. Tôi muốn bình thường link của tôi là màu xanh. Không gạch dưới, size chữ là 12, font là Arial. Ở đây các bạn sẽ duplicate, tức là tạo ra một cái lát tương tự nhưng mà ở trạng thái là visited. Trạng thái visited là trạng thái khi bấm vào siêu liên kết xem rồi. Thì trạng thái visited tôi sẽ định nghĩa giống với trạng thái link. Tương tự các bạn hãy bấm phải chuột vào
sau đó các bạn duplicate tiếp một cái nữa, đó là trạng thái hover. Hover là trạng thái khi đụng chuột vào. Các lát này thì trong phần học căn bản CS chúng ta cũng đã có học rồi. Khi hover vào, ví dụ ở đây tôi sẽ đổi sang là màu đỏ và cũng không gạch dưới. Vậy là chúng ta đã tạo được một class tên là linh xanh ở ba trạng thái linh, trạng thái visited và trạng thái hover. Trạng thái hover là trạng thái khi đụng chuột vào. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng class này vào cho các menu linh chỗ này. Ví dụ chúng ta muốn áp dụng cho một linh chỗ này thì các bạn hãy bôi đen chọn một linh chỗ này. Sau đó các bạn hãy bấm nút code. Ở đây khi chúng ta tạo linh thì nó sẽ phát sinh ra chúng ta một thẻ A và xuyệt A. Thẻ A này thì trong phần học thẻ HTML căn bản các bạn cũng đã học rồi. Ở đây chúng ta sẽ dùng thẻ span với thuộc tính là last. Và bây giờ chúng ta hãy lựa last là linh xanh ra. Thẻ span này các bạn nhớ là phải đặt trước thẻ xuyệt A và sau thẻ xuyệt A chúng ta sẽ dùng thẻ xuyệt span. Các bạn vào file chọn save on lại. Sau đó các bạn hãy thử review lại. Thì bạn thấy là bây giờ đây là linh đã được định dạng lại là bình thường là màu xanh, khi đụng vào là màu đỏ. Còn đây là các linh mà chúng ta chưa định dạng. Vậy là nhiệm vụ của các bạn là phải làm sao bỏ hết gạch đích của các linh này bằng cách là ta chọn từng linh và sau đó chúng ta cứ dùng thẻ ban last tới những cái linh này. Sau xuyệt A sẽ là xuyệt ban. Tương tự là chúng ta đã làm được một linh nữa, tương tự làm cho linh này. Để nhanh thì các bạn nên qua chế độ code, các bạn copy. Ví dụ như là ở trên chúng ta đã có ban last bằng linh xanh rồi thì các bạn hãy bôi đen và các bạn copy last này. Sau đó các bạn là đi kiếm những cái thẻ A của những cái mục quản lý. Đây là một thẻ A ở đây thì chúng ta sẽ dán cái thẻ ban này trước thẻ A và các bạn tìm thẻ xuyệt A tương ứng của nó. Các bạn gõ vào là xuyệt ban. Đó là các bạn làm ở chế độ code. Thì các bạn thấy là chúng ta cũng đã bỏ được gạch đích cho linh này. Tương tự chúng ta bỏ gạch đích cho những mục còn lại. Ở đây tôi sẽ thử cho các bạn thêm một mục nữa. Còn các mục còn lại thì các bạn hãy tự làm để cho quen thao tác. Ở đây tôi đã minh họa cho các bạn tổng cộng là 4 mục quản lý đã bỏ gạch đích. Tương tự thì ở đây còn 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì các bạn cũng làm tương tự. Ở đây thì chúng ta sẽ làm ở chế độ code cho nhanh. Ở đây chúng ta sẽ copy. Các bạn đi tìm thẻ A, các bạn dán ban vào. Sau xuyệt A thì các bạn chỉ cần mở móc nhọn, bạn bấm xuyệt thì nó tự động ra xuyệt ban cho chúng ta. Tương tự chúng ta cũng dán span và lấy xuyệt ban. Các bạn đi tìm những thẻ A và các bạn cứ dán ban last bằng linh xanh vào thôi. Và sau xuyệt A thì các bạn mở móc nhọn và bạn gõ dấu xuyệt thì nó sẽ tự động ra xuyệt ban cho chúng ta. Cứ tương tự thì chúng ta cắt dán ở chế độ code thì chắc chắn là nó sẽ nhanh hơn khi chúng ta làm ở phần design. Nhưng mà về phần code thì chúng ta phải nhìn cho kỹ. Các thẻ HTML này thì trong phần HTML cơ bản thì chúng ta cũng đã học hết rồi. Vậy là tôi đã bỏ hết tất cả các gạch dưới của tất cả các mục quản lý mà chúng ta đã vừa mới tạo linh cho các mục này. Trong đây thì mục quản lý danh mục game và mục quản lý game thì chúng ta chưa làm, thì phần này chúng ta sẽ làm sao
Trong phần này chúng ta đang tập trung về phần tin tức, do đó phần game chúng ta sẽ bàn luận sau. Vậy là trong bài học hôm nay chúng ta đã học được cách tạo siêu liên kết cho các mục quản lý bên trong trang admin default, và các bạn đã học được một cơ chế mod, sử dụng mod để tạo link. Có nghĩa là chúng ta tạo link thông qua cơ chế mod, có nghĩa là tất cả các link chúng ta sẽ link về trang giao diện, và trong trang giao diện chúng ta sẽ gọi trang muốn liên kết tới để cho nó load trang đó vào bên trong giao diện của chúng ta, vào div mà chúng ta mong muốn nó hiện ở chỗ đó. Bài tập thực hành của chúng ta hôm nay tạm thời là tới đây. Trong bài lab kế tiếp thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục tạo link, và vấn đề tạo link của chúng ta bây giờ là chúng ta sẽ tạo link trên menu chính.